Cô xin chào tất cả các bạn nhỏ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi. Rất vui khi lại được gặp các con trong bài học ngày hôm nay. Đến với bài học ngày hôm nay, cô có mang đến cho chúng mình một thí nghiệm vui đấy. Đó là thí nghiệm sự kỳ diệu của giấy ăn. Để làm được thí nghiệm này, chúng mình cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như một chai nước, 3 cái đĩa, bút màu nước, giấy ăn. Bây giờ cô và chúng mình cùng làm thí nghiệm nhé. Cô sẽ vẽ những đám mây, mưa, có vòng, những bông hoa. Đầu tiên cô lấy giấy ăn, sau đó cô dùng bút màu đen vẽ những đám mây bên trên mặt giấy ăn. Khi vẽ xong, cô mở giấy ăn ra, cô dùng bút màu xanh để vẽ những hạt mưa dưới những đám mây. Sau khi vẽ xong, cô tô màu cho đám mây. Khi tô màu, chúng mình tô thật khéo léo để không làm rách giấy nhé. Như vậy là cô đã vẽ xong những đám mây và những hạt mưa rồi đấy. Sau khi trời mưa xuống, cỏ cây hoa lá sẽ tươi tốt. Cô đã vẽ sẵn những bông hoa, tí nữa các con xem điều kỳ diệu gì xảy ra nhé. Sau cơn mưa, thường xuất hiện cầu vồng và ông mặt trời. Bây giờ cô sẽ vẽ cầu vồng và ông mặt trời nhé. Để vẽ được cầu vồng, cô vẽ hai đám mây ở hai bên mép giấy ăn. Sau đó, cô vẽ những nét cong ở phía trên. Cô vẽ từ trái qua phải. Cô vẽ nhiều nét cong để tạo thành cầu vồng. Phía trên, cô vẽ thêm ông mặt trời tỏa những tia nắng. Sau khi vẽ xong, cô mở giấy ăn ra, cô tô màu cho cầu vồng. Cầu vồng có nhiều màu sắc nên cô dùng bút màu khác nhau để tô thành cầu vồng như màu xanh nước biển, màu cam, màu xanh lá cây, màu hồng. Sau khi tô cầu vồng xong, cô sẽ dùng màu cam
tổ cho ông mặt trời và tia nắng đấy. Như vậy, cô đã vẽ được những bức tranh rồi. Sau khi vẽ xong, cô sẽ rót nước vào những chiếc đĩa. Cô rót lượng nước vừa phải, thật khéo léo để không đổ ra ngoài. Bây giờ, chúng mình cùng xem sự kỳ diệu của giấy ăn và nước như thế nào nhé. Những đám mây và những hạt mưa rơi xuống thật là đẹp phải không các con? Và đây là chiếc cầu vồng với nhiều màu sắc sặc sỡ, với ông mặt trời tỏa những tia nắng, những bông hoa đang nở rất là đẹp. Thật là kỳ diệu phải không các con? Qua tín hiệu vừa rồi, các con thấy sự kỳ diệu của giấy ăn và nước như thế nào? Cô hy vọng rằng ở nhà chúng mình có thể làm những thí nghiệm rồi chụp ảnh và gửi lại cho cô nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con ở những video sau.